Bon, xin chào các bạn, chúc các bạn ngày mới tốt lành nha. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn một cái con máy cài mà cũng bông hút đầu này, hai cầu các bạn. Này đang mới căng cái nền thôi nha. Đây cái nền nè. Này là cái thớt sau. Còn đây là đằng trước nè. Đây là đằng trước là một cầu nè. Đang căng nền nha. Đóng cái con này luôn. Chuẩn bị đóng cái con máy mới nha các bạn. Này là đùi Shibuga bạn, này đùi Shibuga. Cấu trúc nó vậy đó các bạn, nó cài cái đùi cũng máy cài Shibuga. Nhưng mà này là công đoạn mới mà căng nền ha, căng cái nền đang hoàn chỉnh là đo căng đàn căng thủy đàn hoàn xong là mới lên dần thường nha. Rồi vậy cho thư khí nam bon cũng xin kết thúc video, chúc các bạn ngày mới tốt lành nha, hẹn video sau, máy bay.